tất cả đại chúng đồng an toàn. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả đại chúng, chiều hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 3 năm 2019, chúng ta học và tiếp tục kinh Thanh Tịnh Đầu Luận. Chúng ta học liên tục 2 tuần, quý vị mệt không? Dạ. Chắc gặp 2 tuần thấy ngán quá cho nên bữa nay có số người ít đi. Dạ. Hay là đổi giờ, mình đổi giờ với chủ nhật. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Dạ thưa đại chúng, trước khi bắt đầu buổi học tiếp theo của Thanh Tịnh Đầu Luận, kính chúc tất cả đại chúng có một buổi chiều, buổi tối thư thả tinh thần để lắng nghe lời Phật dạy. Và mình cũng vẫn như thường lệ, trước khi mình học bài mới thì mình kiểm tra bài cũ. Dạ, 10 phút ha, chứ không có nhiều. Gần cũng như là nhiệm vụ và sự thể hiện của tuệ. Tiếp theo đó chúng ta có cái phần mà mảnh đất để cho tuệ tăng trưởng, thì chúng ta đã qua cái chương là xứ và giới. Và hôm nay chúng ta tiếp tục chương thứ 16. Và chương này có hai chữ căn và đế. Căn là chỉ cho các căn của mình, và đế là trong đó là tứ đế. Và chúng ta sẽ tìm hiểu như thế nào cái hai cái pháp này gọi là mảnh đất để cho tuệ tăng trưởng. Dạ. Vì nếu chúng ta xa lìa các căn cũng như là chúng ta bỏ qua tứ đế thì chúng ta không thể nào mà tu tập để mà từ giới định mà để phát huệ được. Cho nên chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái chương này. Quý vị về nhà có đọc trước không? Chắc là không. Dạ, dài quá à. Dạ. Thì thôi, chúng ta không có thời gian đọc, thì chúng ta học cái phần tóm tắt thôi. Và chúng ta hiểu kiểu giống như là mình thường chia sẻ với nhau, là chúng ta sẽ giới thiệu về cái bộ luận này. Dạ, chương 16 là căn và đế. Cái phần A là mô tả về các căn. Thì tiếp theo giới là căn, gồm có 22 thứ. Là thường chúng ta chỉ có biết lục căn thôi, phải không ạ? Lục căn, lục trần, sanh ra lục thức. Nhưng tại sao trong này có tới 22 lần? Tại vì trong này phân tích rộng ra. Dạ. Trong đó là 22 thứ là gồm gì? Là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Cái đó là chúng ta biết rồi. Nữ căn, nam căn, mạng căn, lạc căn, khổ căn, rồi hỷ căn, ưu căn, xả căn, tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, vị đương tri căn, cụ tri căn, dĩ tri căn. Những cái này thật ra phân tích cho chi tiết ra, nhưng mà quý vị cũng không có lấy cái này để làm bằng tâm của mình. Tại vì tụ chung lại á, thì vẫn nằm trong 6 căn thôi. Dạ. Giống như nam căn, nữ căn là nó nằm trong cái phần thân căn rồi, đúng không ạ? Dạ. Rồi hỷ căn, xả căn đồ là cái này hay không biết là lý do sao mà gom vô. Nhiều khi mình đọc mình thấy nó cũng không hợp với nhau lắm, nhưng mà thôi, trong bản luận thì mình cứ theo bản luận như vậy.
Dạ, thì cái phần này thì quý vị chỉ lưu ý lục căn là đủ rồi. Dạ, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm trước hết, hiểu về ý nghĩa của căn thì phần lớn được giải thích ở chương 15 rồi. Ở đây sẽ giải thích về ba căn cuối cùng, đó là vị tri, đương tri căn. Căn này khởi lên ở giai đoạn đầu của dự lưu đạo, nơi một người đã nhập lưu. Dạ, quý vị thấy là nó không nằm ở đối với mình. Dạ, nhập lưu là tức là trong bốn quả vị A-la-hán, quả vị đầu tiên. Dạ, rồi cụ tri căn là nó khởi lên ở một giai đoạn đoạn trừ lậu hoặc và rốt ráo về bốn chân lý. Vì sao gọi là căn? Tại căn gồm có mấy nghĩa, nó là dấu hiệu của chủ tể, được vị chủ tể chỉ dạy, được vị chủ tể thấy rõ, được vị chủ tể hoàn chỉnh, được vị chủ tể nuôi dưỡng. Vị chủ tể ở đây nhằm chỉ Đức Thế Tôn, vì Ngài là chủ tể tối thượng. Và nhiệm vụ của nhãn căn là sanh ra nhãn thức và các tâm sở tương ưng, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, căn cũng như vậy. Về cảnh giới thì có 10 căn thuộc về dục giới, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nam căn, nữ căn, lạc căn, khổ căn. Rồi nó là thuộc về dục giới. 8 căn thuộc về 4 cảnh giới: dục, sắc, vô sắc và siêu thế, đó là ý căn, xả căn, mạng căn, tính tấn, niệm, định tuệ. 1 căn thuộc trong ba, thuộc cả 3 cảnh giới dục sắc giới, đó là hỷ căn. 3 căn thuộc về siêu thế, đó là vị đương tri căn và dĩ tri căn và cụ tri căn. Và chúng ta đọc qua cái phần này, chúng ta cái phần này là phần tóm gọn của trong hành tình đầu luận đó. Thì chúng ta thấy là ở nơi dục giới chúng ta thấy được 10 căn, và trong đó chúng ta biết được nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý rồi. Và còn đỡ là nam căn, nữ căn và lạc, khổ và ưu, đó là 10 căn ở dục giới mà chúng ta có thể thấy được. Thì cái phần kia vô sắc giới thì chúng ta chỉ đọc để hiểu vậy thôi. Dạ, tại vì khi mà chứng quý vị nhập lưu tức hay là dự lưu á, thì đi vào dòng thánh á, thì từ cái này chúng ta sẽ tự nhận ra. Dạ, và cái này chúng ta học kiểu giống như là để giới thiệu cho vị biết như vậy. Dạ, còn cái quan trọng là chúng ta nắm được lục căn ở nơi cái cõi dục giới của mình đang hiện là đủ rồi. Như vậy thì cái phần thân, cái phần căn á thì cũng không có để ý nhiều, không giới thiệu nhiều. Quý vị trong cái bài mà thầy email, cái phần mà tóm tắt thầy có bôi cái màu vàng đó, highlight màu vàng, thì quý vị sẽ học cái phần đó. Dạ, đâu qua cái phần kế tiếp là mô tả về đế. Về đế, đế nó gọn là của tứ diệu đế. Dạ, tức là bốn thánh đế là khổ tập diệt đạo. Cái bài này thì phần này thì chúng ta đã học nhiều, cũng như nghe giảng nhiều, cũng như tại lớp này các thầy đều có giảng, đều có liên quan tới hết. Cho nên hôm nay chúng ta cũng học một cách giống là sơ lược. Dạ, trong bản luận này đề cập đến bốn nghĩa của khổ. Dạ, cái này là mới nè, cái này là không giống trước đây chúng ta học. Khổ là bức bách, hữu vị, hữu vi, bốc cháy và biến đổi. Tính chất của nó là chân thật, không hiu hư vị, không thể khác. Ở nơi thanh tịnh đầu luận định nghĩa đề cập đến bốn cái nghĩa thêm của khổ, đó là bức bách và hữu vi, bốc cháy và biến đổi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những người nào mà một cái tâm trạng không có được thoải mái, tức là tâm trạng đó bồn chồn bức bách, thì nó được gọi là khổ. Đây là hữu vi. Hữu vi tức là chúng ta còn trong cái phạm trù của thế gian thì chúng ta còn nằm trong cái vòng gọi là khổ. Và bốc cháy thì vị thấy rằng, biết rằng cái khổ là nó thiêu đốt con người, trong đó nó có nhiều loại lắm. Khổ về vật chất cũng là một cái loại mà thiêu đốt. Khổ về cái tinh thần, hoặc là nói chung là những cái gì mà chúng ta đam mê, chúng ta chạy theo á, thì nó đốt cháy mình. Dạ. Và biến đổi nó cũng khổ là sao? Quý vị, ngày hôm qua khác, ngày hôm nay khác. Hôm qua chúng ta tóc còn xanh, hôm nay chúng ta nhìn lại bạc đầu. Đó là biến đổi, cũng là một cái sự khổ đau của nhân sanh. Dạ. Tính chất của nó là chân thật, có nghĩa là không có sai, nó là chân lý. Dạ, dù Đức Phật có ra đời hay không ra đời thì cuộc sống của những cái khổ đó nó vẫn có mặt, chỉ trừ những người tu thì mới vượt qua.
Thứ hai là nguồn gốc của khổ, tức là tập hay tập khởi, với ý nghĩa là tích tập căn nguyên trói buộc chướng ngại. Dạ, có nghĩa là những cái gì mà chúng ta gieo trồng mà bằng cái sự tham ái, bằng cái sự bất thiện, thì nó sẽ là cái nguyên nhân của khổ. Và diệt có nghĩa là thoát ly, tách rời, vô vi, bất tử, tức là chỉ đến con đường niết bàn. Và đạo có nghĩa là lối ra, tức là nguyên nhân, có nghĩa là thấy hữu thắng, này là trích nguyên của trong đoạn trong bài luận. Như vậy thì chúng ta thấy về chữ nghĩa thì trong bản luận có một vài chữ nó hơi khác, nhưng mà tụ trung thì chúng ta vẫn biết nghĩa này là chúng ta đã học rồi. Vậy chúng ta vẫn biết căn bản là tứ diệu đế, đó là khổ và nguyên nhân của khổ và con đường đưa đến diệt khổ và cuối cùng là niết bàn, là hết khổ. Và nguyên nhân của khổ, cái này phân tích chữ nghĩa thôi. Dukkha này quý vị không có thể đọc để tham khảo cũng được. Bốn chân lý này được gọi là thánh đế, vì chỉ có những bậc thánh mới thâm nhập được chúng. Lại nữa là chỉ cho sự thật cao cả, gọi là sự thật của bậc thánh hoặc bốn thánh đế này là chân thật không hư ảo, không thể khác, cho nên gọi là thánh đế. Đó là ý nghĩa của chữ đế. Cái này thầy nghĩ chắc lớp thầy anh Tời có dạy rồi phải không ạ? Dạ. Bản luận lại mô tả không có niềm đau nào ngoài khổ, không có nguồn gốc khổ khác hơn là tham ái, cho nên không có niềm an tịnh nào ngoài tịch diệt và không có lối thoát nào ngoài chánh đạo. Như vậy thì cái bản luận này một lần nữa lại xác định cũng như đề cao tứ thánh đế, và vì đó là con đường của bậc thánh đi, và những ai giữ hiểu nhận ra được tứ thánh đế này thì người đó mới nhập vào vòng thánh, dòng thánh, cho nên gọi đó là thánh đế. Trong luận nêu ra 12 thứ khổ, chúng ta trước đây chúng ta học có mấy thứ khổ ạ? Trong phần khổ đế á, tam khổ, bát khổ, nếu mà nói chi tiết thì có bát khổ, nhưng mà nếu mà nói tổng quát thì có tam khổ là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Và bát khổ là gì? Sanh lão bệnh tử, cầu bát đắc khổ, ái biệt ly khổ, quán tấn hồi khổ và ngũ ấm di hành khổ. Cái này quý vị thuộc lòng nha, học xong cao đẳng ô trung đẳng rồi mà mấy cái này mà không nhớ là không có vui á. Này học cũng như ôn lại thôi. Và trong bản luận thì nói là 12 thứ khổ là gồm cái gì? Sanh già chết, sầu bi khổ não, gần gũi cái không ưa, xa lìa cái yêu mến, yêu cầu không tội ý. Nói tóm năm khổ quẩn là khổ. Về nguồn gốc khổ có ba thứ là dục, hữu ái, phi hữu ái. Về diệt có một, đó là niết bàn. Về đạo có tám thứ, đó là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chân lý về khổ có ba loại, cái này mình cũng mới nói, cái này mình được sơ qua. Và ở cái phần cuối cùng thì ở đây khổ quẩn được chia thành 12 thứ. Thế nhưng các luận điển của Đại Thừa, khổ quẩn được chia gọn thành 8 thứ, đó là sanh lão bệnh tử. Giống như nãy giờ mình nói, thì cái phần này quý vị về nhà, thầy nghĩ vì học rồi, vậy mình chỉ nói sơ thôi. Còn quý vị muốn đọc lại bản luận rõ hơn thì vì có thể đọc. Cái phần này thì không có gì khó. Chân lý về nguyên nhân của khổ chúng ta sẽ trình bày ở chương 17. Chân lý về sự diệt khổ, đó là nói đến niết bàn, tức là chỉ cho sự chấm dứt các khổ. Bản luận nêu ra một ví dụ minh họa như sau: như con sư tử chuyển sức tấn công người bắn nó chứ không hướng về mũi tên. Cũng thế, Đức Phật đề cập đến nguyên nhân chứ không nói đến hậu quả. Trái lại thì ngoại đạo, như chó ném cục đất sẽ hướng về hướng cục đất thay vì tấn công người ném. Ngoại đạo chỉ dạy chấm dứt bằng cách
hành hoại thân thể mà không lo chấm dứt sự ô nhiễm của tự tâm. Dạ. Ở đây ở cái phần khổ đến Đức Phật trong cái bản luận này có nói là Đức Phật ví dụ cho những người ngoại đạo á, thì họ hay tu ép sát để mà họ nghĩ rằng đó là cái sự cuối cùng để giải thoát. Nhưng mà đối với Đức Phật thì không có nhận ra rõ được cái nguyên nhân của khổ, cũng như không có thực tập con đường giải thoát khổ, thì cái đó sẽ không bao giờ thoát khỏi. Dù chúng ta có hành sát ép thân cho đến mấy cũng không thể nào đạt đến cái quả vị hoặc là cái mục đích cuối cùng mà mình mong ước. Cho nên cái điều cuối cùng đó là người này là phải thực hành, đã thực hành con đường thứ tư, đó là đạo đế, để mà đi đến tìm ra cái nguyên nhân của khổ và cuối cùng dừng lại khổ và cuối cùng đạt đến diệt đế, tức là niết bàn. Luận về khổ diệt hay niết bàn, tức là phần thứ ba, niết bàn có thể đạt được nhờ đạo lộ chân chính, vì đã có các bậc thánh đạt được nó nhờ dùng phương tiện giới định tuệ. Do thế không thể bảo rằng niết bàn là không có gì và ta không thể biểu được. Điều hiển nhiên là không phải ai cũng thấy được niết bàn, mà nó chỉ có thể đạt được bởi các vị A-la-hán, tức những người đã đoạn tận tham sân si, đã cắt đứt mọi gốc rễ của khát ái. Mục tiêu duy nhất của Đức Phật là truyền dạy chính là niết bàn. Theo bản luận này thì niết bàn có hai loại là hữu như y và vô như y. Hữu như niết bàn là chỉ cho các cấu uế đã nắng dịu nhưng hậu quả của sự chấp thủ trong quá khứ vẫn còn tồn tại. Vô như niết bàn nghĩa là đoạn tận các nghiệp, đưa đến tái sinh trong tương lai, các uẩn không còn sinh khởi nữa, mà những uẩn đã sanh thì cũng sẽ biến mất. Cái này chúng ta chỉ đọc lại, ôm lại thôi ha, tại vì chúng ta đã biết rồi. Dạ, về cái phần diệt đế thì đó là cái phần cuối cùng mà của một người đệ tử Phật thực tập theo giáo lý của Đức Phật đạt đến, và đó là cái chỗ mà không còn tham sân si, vắng mặt phiền não, và cuối cùng là cái bến bờ an vui là nơi đó. Và niết bàn tức hai còn gọi là diệt đế đó, thì có hai loại hữu như y và vô như y. Hữu như y tức là chỉ cho những vị đã chứng thánh quả ở cõi đời này nhưng chưa có xả bỏ thân này, mặc dù còn thân của thế gian, thân vật lý, nhưng mà đã chứng niết bàn thì đó gọi là hữu như y. Và vô như y tức là những chỉ cho Đức Phật hoặc là những vị A La Hán đã nhập niết bàn, không còn ở thế gian này nữa. Đó là phần đế. Và cái phần mở rộng này có cái phần mà vô bản lai tự tánh niết bàn, vô trụ xứ niết bàn, là quý vị trong các bản kinh đại thừa thường hay nói đến thêm hai loại niết bàn này nữa. Và hai loại niết bàn này là những vị Bồ Tát. Và bản lai tự tánh thanh tịnh niết bàn có nghĩa là gì? Có nghĩa là chỉ cho tất cả mọi chúng sanh đều có cái bản lai niết bàn đó hết, tức là chỉ cho Phật tánh, nhưng có vấn đề là không thấy thôi. Thì khi mà nhập vô như niết bàn thì bản lai tự tánh niết bàn cũng sẽ hiển lộ. Một cái trong này có nói đề cập đến là vô trụ xứ niết bàn, tức là chỉ cho một cái vị chứng quả rồi thì bất cứ nơi nào cũng là niết bàn, không có cái chỗ nhập vào như vô như y, hữu như y hết. Mà cái cuối cùng tức là vô trụ xứ niết bàn, tức là chỉ cho một cái vị đã chứng quả A-la-hán, Bồ-Tát, và không còn nghĩ là thế giới này hay thế giới khác. Miễn chỗ nào mà mình thanh tịnh thì nơi đó là niết bàn. Cái này cũng đã giảng rồi, chắc cũng ôn lại vị hiểu thôi. Dạ, cái phần kế tiếp là nói về con đường đưa đến khổ diệt, hay còn gọi là đạo đế, mà trong bản luận này dịch là chân lý về con đường đến khổ diệt, tức là đạo đế. Con đường này tức là con đường của tám chánh đạo. Và tám chánh đạo đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và cuối cùng đó là tám chánh đạo này liên quan đến các pháp, và bao gồm chánh kiến dẫn đầu trạch pháp, ý như ý tốt, tuệ căn, tuệ lực và trạch pháp về giác chi, chánh tư duy, và bao gồm ba loại là tầm, viễn ly, tham, sân và hại. Chánh ngữ là bao gồm thể hiện về thân, chánh mạng là bao hàm thiểu dục, tri túc, chánh tinh tấn là bao gồm tứ chánh cần, tấn lực và tinh tấn giác chi.
Chánh niệm là bao gồm tứ niệm xứ, niệm căn, niệm lực, niệm giác duy, và chánh định là bao gồm bốn loại định, có tầm tứ và định tâm, tức là bốn loại thiền định. Thì ở nơi đây cái phần mà đạo đế, tức là con đường đưa đến Niết Bàn, thì nó cũng không khác những cái bài trước, bài học trước chúng ta mấy, cho nên cũng giống như là về ôn lại mà thôi. Dạ, tóm tắt về khổ, về tứ đế đó, thì khổ tập giống nhau vì sâu xa khó nắm thuộc thế gian ngũ lậu. Cái phần này nó hơi nó mới nè, trong những cái bản khác chúng ta không có được học, không có được phân tích cái phần này. Dạ, cái phần khổ tập á, thì trong bản luận này nói giống nhau và vì nó sâu xa khó nắm được, nó thuộc về thế gian ngũ lậu, nhưng cũng có phần khác nhau về phương diện nhân quả, tức là cái cần liễu tri khổ và cái cần đoạn trừ. Đoạn trừ cái này nó là gì? Có nghĩa là nhìn chung á thì khổ tập nó giống nhau, nhưng nếu mà khác nhau về nhân, về cái phương diện nhân quả, có nghĩa là những người mà nó tạo cái nhân của khổ nhưng mà không nhận ra, và cứ như vậy thì lâu xa dần dần thì cái khổ nó cứ chấp chóc chằn như vậy và không có cái liễu tri. Và khi đoạn trừ á, thì giống nhau, có nghĩa là khi giác ngộ rồi thì chúng ta thấy giữa nhân quả lâu đời cũng như là những cái mà tập khi mình giác ngộ ra thì nó giống nhau, giống nhau ở phương diện giác ngộ, nhưng mà về cái phần tích tạo á, thì có người tạo lâu xa mà không nhận ra, cho nên nó cứ chấp chồng như vậy. Rồi diệt và đạo giống nhau vì sâu xa có nắm, vì sức thế hữu lậu, nhưng chúng khác nhau và chia thành đối tượng. Về cái phần diệt, phần chứng quả cũng như con đường đến chứng quả đó, thì giống nhau có nghĩa là giống nhau, y chang của cách tu. Nhưng mà về khác nhau có nghĩa là có người tu giác ngộ sớm, có người nhận ra sớm và có người nhận ra trễ, cho nó khác nhau như vậy. Rồi lại nữa, khổ diệt giống nhau vì cùng một hậu quả, nhưng khác nhau vì khổ thuộc khổ vi, diệt thuộc vô vi. Nếu mà so sánh khổ với khổ đế với diệt đế đó, thì cùng giống nhau ở chỗ là hậu quả, có nghĩa là gì? Giác ngộ không không còn khổ nữa thì đạt đến Niết Bàn. Nhưng mà phân tích về khác nhau á, thì khổ nó thuộc về hổ vi, và đạo thì diệt thuộc về vô vi, tức là khi mà chứng quả Niết Bàn thì nó thuộc là vô vi. Tập đạo cũng giống nhau vì chúng cùng là nhân, nhưng khác nhau vì tập là thuần bất thiện, đạo thuần là thiện. Khổ đạo giống nhau vì chúng cùng là hổ vi, nhưng khác nhau ở chỗ khổ thuộc về thế gian, đạo thuộc về sức thế. Cũng như vậy, tập diệt giống nhau vì các pháp không phải là hữu học hay vô học, nhưng khác nhau vì tập có đối tượng, còn diệt thì không. Dạ, cái đoạn này thì nó hơi khác. Dạ, có nghĩa là so sánh về bốn diệu đế, bốn thánh đế, tức là khổ so sánh với tập, và khổ so sánh với diệt, và khổ so sánh với đạo, và so sánh qua so sánh lại. Vì hiểu mà. Dạ, không hiểu về đọc thi. Dạ, cái này là tóm tắt rồi trong bản luận người viết dài. Dạ, đó là cái phần mà mô tả về tứ thánh đế trong cái bản luận này. Thầy nói nhiều lần là cái phần mà để mà tóm tắt, để mà giảng ở đây á, là rất là ngắn, vì chúng ta không có thời gian. Còn cái phần mà để mà toàn bộ luận á, thì chúng ta phải về nhà để mà chúng ta đọc thêm ha. Nhưng mà cái phần này thầy nghĩ là quý vị đã học hết rồi, chỉ ôn lại có cái phần nào mà chưa có ở trong những cái bài khác á, thì chúng ta tập trung chút xíu. Ở nơi đây là cái chỗ mà so sánh này, là mấy bài học trước chúng ta chưa thấy nè, đó là khổ tập hoặc là khổ diệt, so sánh qua so sánh lại đó. Rồi chúng ta về, nếu mà không nắm rõ thì chúng ta đọc thêm ở bộ luận ha, có gì chúng ta sẽ đặt câu hỏi lại sau. Và chúng ta qua chương thứ 17 là chương nói về lý duyên khởi.
một chương này cũng một lần nữa chúng ta học lại chứ mấy cái phần mà duyên khởi chúng ta đã học trong Phật pháp căn bản, chúng ta cũng đã lớp hè tuệ cũng có dạy rồi. Dạ, nên theo như bản luận này thì duyên khởi được định nghĩa là thế nào? Duyên khởi được trình bày như Thế Tôn đã dạy, này các tỳ kheo, duyên khởi là gì? Đó là vô minh, duyên hành, hành thức, danh sắc, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, hữu duyên sanh, sanh lão bệnh tử, sầu bi khổ ô não. Này quý vị đã nằm lòng ha, cố gắng mấy cái này là mấy cái căn bản nhất trong các căn bản, chúng ta đừng có quên. Dạ. Cái này nó còn được gọi cái tên khác là gì? 12 nhân duyên, đúng rồi, thập nhị nhân duyên. Thế nào là duyên khởi? Trong này được định nghĩa, vì nó do duyên mà cùng sanh nên gọi là duyên khởi hay là duyên sanh, hoặc là tùy thuộc một sự sinh khởi chân chánh tùy thuộc vào nguyên nhân một cách chân chánh gọi là duyên khởi. Và vì các pháp này cần được hiểu thấu rõ, khi hiểu rõ chúng sẽ đưa hành giả đến sự an lạc và siêu thế. Dạ, duyên khởi là gì? Chúng ta thường học duyên khởi là gì? Duyên khởi hay còn gọi là duyên sanh. Chúng ta có bốn câu một bài kệ mà chúng ta hay làm bài trước đây rồi đó. Do cái này có nên cái kia có, do cái này sanh nên cái kia sanh, do cái này diệt nên cái kia diệt. Rồi khi đề cập đến chữ duyên thì bản luận này có nêu ra 24 duyên như sau. Trước đây vì có học cái chỗ nào mà có nói về 24 duyên này không? Không hả? Chưa học hả? Dạ, hôm nay chúng ta tìm hiểu về 24 duyên này ha. Dạ. 24 duyên này quý vị tìm hiểu thôi chứ không bắt buộc quý vị phải học thuộc lòng hay là nắm rõ, nhưng nếu một thầy tu là phải nắm rõ 24 duyên này. Dạ. Quý vị có nhớ là trong quý vị học Trung Quán Luận chưa ta? Dạ. Học sơ qua hả? Trong đó có 4 duyên nhớ không? Nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, tăng thượng duyên, đúng rồi. Dạ. Thì đó là 4 duyên căn bản, nhưng mà từ 4 duyên đó mà phân tích chi tiết ra thành 24 duyên. Và chúng ta vẫn đã tìm hiểu. Thứ nhất là số 1 là nhân duyên. Nhân duyên trong bản luận này á dài lắm, nhưng mà mình tóm tắt lại là định nghĩa là một nhân làm căn bản, làm điều kiện, kết quả từ nó sinh ra nên gọi nó là một duyên. Nó giúp cho sự sinh khởi một yếu tố khác thì gọi là nhân duyên, hoặc nó là yếu tố căn bản làm nền tảng gọi là nhân duyên. Nhân duyên này thì chúng ta thường dùng cái chữ này nè. Dạ, nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta nắm rõ thì chúng ta sẽ biết nhân duyên là thế nào, còn không thì nhiều khi chúng ta nói thôi. Dạ, nhân duyên là một cái gì đó căn bản làm điều kiện để cho phát sinh cái khác, và nó gọi là nhân duyên. Thí dụ như một hạt lúa mà muốn sanh khởi, muốn mọc mầm thì nó cần phải có đất nước cho lửa gì vòng vòng đó, chúng ta thường hay ví dụ đó, thì những cái đó nó gọi là duyên, và để cho cái nhân là hạt lúa tăng trưởng cho nên nó gọi là nhân duyên. Thứ nhất cái này là dễ lắm. Dạ. Trong cái bản luận á, thì quý vị đọc thử, quý vị mở ra trang viết rất là dài, và nhiều khi chúng ta đọc chúng ta không có thời gian để đọc để mà hết, chúng ta có thể là nó làm cho mình confused nữa. Nhưng mà ở đây tóm tắt lại, nhân duyên là một nhân làm căn bản, làm điều kiện thì kết quả từ đó phát sanh. Ví dụ như cái nhân là hạt lúa thì các duyên là đất nước cái lửa gì thì nó sanh ra cây lúa mới và nó cho cái hạt giống khác. Thứ hai là sở duyên duyên là một pháp giúp trợ giúp bằng các đối tượng làm cho tâm tánh, làm cho tâm và tâm sở trở nên, gọi là sở duyên duyên hay gọi là sở duyên. Quý vị học duy thức học chúng ta nhớ tâm vương và tâm sở không ạ? Tâm vương có mấy? 8. Tâm sở 51. Dạ, 51 có thể chia ra nhỏ hơn chút xíu nữa. Thứ nhất là gì? Biến hành tâm sở. Rồi gì? Biệt cảnh tâm sở, đúng rồi đó. Bất thiện tâm sở, bất định tâm sở,
Dạ, tổng cộng nó có 51, 51 tâm sở. Dạ, thì 51 tâm sở này nó làm đối tượng, nó làm cái pháp để cho tâm vương sanh khởi. Và cái đó, thường cái tâm sở đó gọi là tâm sở hữu pháp. Nếu chúng ta gọi đúng là tâm sở hữu pháp, nhưng chúng ta gọi ngắn gọn, thì ngay bản thân của nó là đã là tâm sở rồi, nhưng mà nó làm cái pháp để cho tâm thức sinh khởi, nên gọi là sở duyên duyên. Thí dụ như là chúng ta mắt là nhãn căn, nếu mà chúng ta tiếp xúc với một cái vật gọi là nhãn trần thì sanh ra nhãn thức. Nhãn thức đó là tâm tâm vương, chứ bát thức tâm vương đó là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thân. Dạ, thì nó ngay đối tượng nó đã là cái chỗ để mà sanh khởi rồi, thì nó là thêm một cái trợ duyên nữa để cho tâm vương phát sanh, cho nên gọi đó là sở duyên duyên. Có nghĩa là nó đã là cái duyên rồi, và thêm một phần nữa trợ giúp nữa gọi là sở duyên duyên. Trong này định nghĩa là một tâm sở pháp trợ giúp bằng cách làm đối tượng cho tâm và tâm sở, cho nên gọi đó là sở duyên duyên. Hai gọi ngắn đó là sở duyên. Thầy biết quý vị hiểu không? Dạ. Nếu mà ai không nắm được tâm vương tâm sở thì có nói cũng không hiểu. Dạ. Tâm vương có nghĩa là gì? Tâm sở là thí dụ như mình sanh ra cái này, mình thấy mình thích hay mình không thích, đó là cái đưa ra cái tâm sở. Dạ. Còn cái bản chất của tâm vương có nghĩa là nhìn thấy cái này, và cái đó nó là hỗ trợ cho tâm vương khởi sanh, cho nên nó gọi là sở duyên duyên. Dạ. Vậy ha. Câu thứ ba là tăng thượng duyên, một pháp trợ lực nổi bật nhất cho những pháp khác gọi là tăng thượng duyên. Dạ, tăng thượng duyên ở đây mình được hiểu là nó cứ tiếp tục và cứ duy trì hoài như vậy thì nó là gọi là tăng thượng duyên. Thí dụ như thế nào? Thí dụ như mình đã làm một cái việc việc gì đó, tạm gọi là việc thiện đi, rồi mình lại tiếp tục dùng cái đó để mình làm cái đà, mình làm tiếp nữa, thì cứ mỗi ngày mình thêm lên, đó gọi là tăng thượng duyên. Hoặc ngược lại, như là mình làm một việc ác mà mình không nhận ra được đó là việc ác, và mình cứ tiếp tục làm tiếp thì nó gọi là tăng thượng. Tăng thượng có nghĩa là một cái ngày ngày càng đi lên vậy đó, gọi là tăng thượng duyên. Dạ. Thì cái duyên mà để cho nó tăng thượng là do không nhận ra, một là không nhận ra cái việc xấu cho nên cứ tiếp tục hoài, còn hai là nhận ra việc thiện và mình muốn tiếp tục làm việc thiện nữa, thì nó như vậy làm tiếp tục và mỗi ngày cao lên, nó tăng thượng duyên. Thứ tư là vô gián duyên. Vô gián là gì? Vô gián là không gián đoạn, đúng rồi. Có nghĩa là một cái sự liên tục. Chúng ta làm gì đó mà liên tục. Chúng ta thí dụ như trong một cái dây chuyền làm việc đó, cái guồng máy đó, nó cứ tiếp tục nó chạy vậy thì gọi đó là vô gián duyên. Và thí dụ như chúng ta thí dụ như một người mà không biết đạo, người ta cứ theo cái thói quen phóng túng buông xả của họ, và họ làm tới họ bất tín gì thì cái đó cứ làm liên tục như vậy á, thì gọi là vô gián duyên, có được không có một cái gì mà ngăn cản họ. Dạ. Đẳng vô gián duyên là một pháp trợ lực bằng cách tiếp nối, gọi là đẳng vô gián duyên. Cái này là ngược lại cái trên. Thứ sáu là câu sanh duyên, là một pháp nào giúp cho pháp khác cùng sanh khởi gọi là câu sanh duyên. Dạ. Câu sanh là gì? Là cùng sanh. Dạ. Ở đây lấy một cái ví dụ như là thí dụ như chúng ta trồng một cái cây mà chúng ta chăm bón cho nó phát triển á, thì cùng thí dụ như trong một cái loại rau, loại cây đó mà chúng ta cùng chăm bón cho nó một thời gian cùng phát triển, nó gọi là câu sanh duyên. Có nghĩa là cùng nhau, trong đó phân nó hỗ trợ cho cây để mà phát triển lên, đó rồi là gọi là câu sanh duyên. Hỗ tương duyên là một pháp giúp cho pháp khác gây thêm thế lực
gọi là hỗ tương duyên. Dạ, hỗ tương duyên nghĩa là những pháp hỗ tương với nhau để mà cùng để mà có mặt trong một lúc. Thí dụ như chúng ta ngồi trên cái ghế thì bốn cái chân ghế đó cùng hỗ trợ để mà cho cái ghế đó vững, thì có được là hỗ tương duyên. Dạ, y chỉ duyên là một cái pháp mà giúp hỗ trợ cho các pháp khác nương tựa, đó là y chỉ. Thí dụ như chúng ta xây nhà trên cái một nền móng, thì cái nhà đó nó dựa trên nền móng đó, gọi là y chỉ duyên, có nghĩa là nương tựa vào đó. Dạ, cũng như mình cũng vậy. Dạ. Rồi thứ chín là thân y duyên, có nghĩa là một pháp trợ lực mạnh mẽ cho pháp kia sanh khởi, gọi là thân y duyên. Dạ. Đây thí dụ như gì? Thí dụ như một có một cái cục đá nặng quá mà mình nhắc không có nổi lên. Bây giờ mình làm gì? Mình dùng cái xe cần cẩu cẩu lên, cái đó gọi là thân y duyên, nên là làm cho cái sức mạnh nó mạnh thêm lên để mà thành một công việc, đó gọi là thân y duyên. Thứ 10 là tiền sanh duyên, có nghĩa là một pháp khởi lên trước làm điều kiện cho pháp khác sinh, gọi là tiền sanh duyên. Dạ, quý vị hiểu này không ạ? Thí dụ như thầy Huyền Châu lập ra cái trường Viện Học Bồ Đề Phật Quốc, đó là cái tiền sanh duyên để cho sau này những cái người khác người ta vô học lớp này, hoặc đó là cho sau này. Còn thí dụ như trước đây thầy Huyền Châu cũng học trong cái trường học, thì đó là tiền sanh duyên, có nghĩa là duyên trước đây để cho thầy Huyền Châu có được một cái ý tưởng hoặc là một cái ý nguyện để mà mở cái trường học này, thí dụ vậy ha. Hậu sanh duyên là một pháp nào phát sanh là điều kiện để cho củng cố pháp trước, gọi là hậu sanh duyên. Hậu sanh duyên ngược lại là tiền sanh duyên, có nghĩa là cái pháp sao để nó làm cái pháp sao nó làm duyên cho cái pháp này. Thí dụ như cơn sóng sao thì nó đẩy cơn sóng trước, thì cơn sóng sao đó gọi là hậu sanh duyên. Thứ 12 là tập hành duyên, là một pháp trợ giúp cho các pháp kế đó hiệu quả hơn nhờ lặp đi lặp lại nhiều lần, đó gọi là tập hành duyên. Cái này nghĩa là lấy ví dụ như chúng ta học một cái môn học nào đó mà chúng ta miệt mài năm này tháng nọ theo năm tháng để chúng ta thực hành một cái chuyên môn nào đó, thì có rất là tập hành duyên, có nghĩa là thực tập mà lặp đi lặp lại nhiều lần, trong này định nghĩa là như vậy. 13 là nghiệp duyên. Nghiệp duyên là gì? Là một pháp trợ giúp cho pháp khác bằng sự chủ động của tâm, gọi là nghiệp duyên. Và nghiệp duyên thì nhiều lắm. Tất cả những cái gì mà chúng ta làm hàng ngày, mà chúng ta làm nó xuất phát từ tâm, mà ở đây không nói là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, những cái gì mà xuất phát bằng sự chủ động của tâm gọi là nghiệp duyên. Có nghĩa tất cả các hành động của mình gọi là nghiệp duyên hết. Nhưng mà tất nhiên thì có người nhận ra được là việc tốt thì đó là nghiệp duyên thiện, và người nào không nhận ra thì cứ tiếp tục làm thì đó là nghiệp duyên bất thiện. 14 là dị thục duyên, có nghĩa là một pháp trợ giúp cho pháp khác một cách vô công dụng, gọi là dị thục. Dạ. Nơi đây cái phần này thì định nghĩa cũng khó hiểu. Dị thục duyên có nghĩa là nếu mình hiểu một cách dễ hiểu á, có nghĩa là một cái pháp mà để cho những cái pháp khác mà tác động, mà để cho rành, cho thành tựu rành rẽ, thì đó gọi là dị thục. Dạ. Và thứ 15 là thục duyên, tức là bốn loại thức ăn giúp cho sắc pháp vô sắc pháp bằng cách củng cố, gọi là thục duyên. Dạ, bốn loại thức ăn đó là gì ạ? Đúng rồi. Dạ. 16 là căn duyên, đó là ngoại trừ nam căn nữ căn 20 căn còn lại, hồi nãy chúng ta có học cái bài trước á, phần đầu á. Dạ. 17 là thiền duyên, là một thiền chi nào trợ giúp cho cái khác tăng trưởng thiện pháp, gọi là thiền duyên. Này thí dụ như chúng ta ngồi thiền, hoặc là chúng ta một cái hành động nào để chúng ta tập trung thì đó gọi là thiền duyên. Thí dụ như niệm Phật hay là trì chú, miễn sao mà để cho mình tập trung được, mình chánh niệm thì gọi là thiền duyên. Rồi 18 là đạo duyên,
là 12 đạo chi trợ giúp cho các pháp khác tìm lối thoát, đó gọi đạo duyên. 12 đạo chi đó là gì? Vô minh, hành thức, dạ. 19 là tương ưng duyên, có nghĩa là các pháp trợ giúp cho những pháp khác cùng một căn một trần thể diệt, gọi là tương ưng. Dạ. Thí dụ như một cái pháp, ví dụ như mình cũng vẫn là dùng căn và trần để mà sanh khởi và hoặc là nó diệt, gọi là tương ưng. Thí dụ như mình lấy lại ví dụ đầu tiên nãy mình nói đó, khi con mắt mình tiếp xúc với sự vật thì đó là sự tương ưng. Tương ưng có nghĩa là cùng đi với nhau. Dạ. Và nó khởi lên, một là nó khởi lên, hai là nó diệt, thì đó gọi là tương ưng. Dạ. Thứ hai là bất tương ưng, 20 chứ, là bất tương ưng là ngược lại. Và 21 là hữu duyên, tức là một pháp giúp cho một pháp khác tương tự, củng cố thêm sức mạnh, gọi là hữu duyên. Cái này nó cũng giống như, tương tự như cái thân ư duyên mà nãy mình nói, tức là có một cái pháp khác hỗ trợ, tức là mình yếu quá, mình dùng một cái gì đó, phương tiện gì đó để làm cho sức mình mạnh hơn. Dạ, thí dụ như mình khiêng không nổi thì mình bỏ lên cái gì, cái đo lì á, mình kéo đi thì nó nhẹ hơn, hoặc là mình dùng bánh xe thì đẩy nó nhẹ hơn, thí dụ vậy. Rồi 22 là phi hữu duyên, là ngược lại. Về 23 là ly khứ duyên, cũng chính là những tâm pháp ấy trợ giúp bằng cách biến mất, gọi là ly khứ. Có nghĩa là cái pháp nào mà trợ giúp hồi nãy mà bây giờ nó không còn nữa, gọi là khứ, tức là đi, tức là ly khứ, nghĩa là chia đi, đi. Còn bất ly khứ duyên có nghĩa là những pháp trợ giúp đó còn ở lại. Thì cái này 24 duyên này cũng từ 4 duyên trong 4 duyên chính trong Trung Quán Luận mà chúng ta đã học á, này phân tích chi tiết ra là thành 24 duyên, nhưng mà thầy không bắt các vị học cái này, các vị chỉ nhớ được cái tên là được rồi. Dạ, hoặc là nhớ tới là trong cái bản này chia ra làm 24, nhớ con số 24 duyên. Dạ. Đó là 24 duyên theo bản luận. Thế nhưng các luận điển của Đại Thừa chỉ cô động thành 4 duyên, đó là nhân duyên, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên và tăng thượng duyên. Ta theo duy thức học, 4 duyên này cũng chính là 3 duyên đầu và duyên thứ 5 trong bản luận. Sau đây đi sâu vào 12, đi sâu vào vòng 12 nhân duyên. Dạ. 12 nhân duyên này đi ngược. Dạ, trong bản luận này sắp xếp đi từ già, dạ, đi ngược lại với cái phần vô minh. Dạ. Cái này là theo bản luận chứ không phải theo thầy. Chứ bình thường mình đọc quen là vô minh, hành thức, danh sắc, tục nhập. Trong này thì ngược lại. Nhưng mà cái này chúng ta trích dẫn như vậy thôi, nhưng mà chúng ta vẫn hiểu cái kiểu mà bình thường của mình. Như trong như vậy này, các tỳ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, danh sắc lục nhập, cho đến sanh lão bệnh tử sầu bi khổ não, đó là ý nghĩa của cái phần duyên khởi. Cái này chúng ta học rồi, 12 nhân duyên vị học rồi. Nguyên cái phần này nè là mở rộng từ 4 câu là do cái này có mà cái kia có, do cái này sanh và cái kia sanh, do cái này không có hay không có, do cái này diệt và cái kia diệt. Quý vị về đọc thêm phần này ha. Dạ, đó là cái phần mà duyên chương thứ 17 là phần duyên khởi. Ở phần này quý vị nắm bắt là cũng như là ôn lại 12 nhân duyên và cũng như hiểu duyên khởi là gì, và có cái khác hơn là 24 duyên thôi. Dạ. Quý vị muốn nghỉ giải lao không? Dạ. A Di Đà Phật, chúng ta nghỉ 5 phút. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, mời đại chúng quay lại học tiếp. Dạ, trước khi học qua chương mới thì
Thì quay lại cái phần 24 duyên, hồi nãy có một người Phật tử hỏi, học viên hỏi cái phần mà dị thục duyên là gì chưa có hiểu rõ. Dạ, trong bản luận á, nguyên tác là dị thục duyên được định nghĩa thế này: một pháp dị thục nào bằng sự an tịnh không cần nỗ lực của nó trợ lực cho sự an tịnh vô công dụng trong những pháp khác gọi là dị thục duyên. Lấy ví dụ gió mát làm dịu lòng người ngồi ở gốc cây thì đó gọi là dị thục duyên. Dạ, trong này có một cái ví dụ như vậy, có nghĩa là gió thổi đến làm cho người ngồi dưới gốc cây trong mùa nắng cảm thấy mát thì đó gọi là dị thục duyên, tức là một cái duyên mà người đó không có mong muốn và đưa đến và làm cho người đó cảm thấy thành tựu một cái gì đó thì gọi là dị thục duyên. Dạ, có một học viên hỏi ha, vậy thì chúng ta sẽ hiểu dị thục duyên là gì. Ha, lấy một cái ý, một ví dụ khác nữa là khi chúng ta tiếp xúc với một đối tượng nào đó mà cái đối tượng đó tự nhiên mình nhìn thấy cảm thấy thí dụ như cái bông hoa đẹp thì tạo cho mình cái lòng ưa thích thì đó gọi là dị thục duyên, tại vì tự nhiên cái đó nó đem đến cho mình cảm giác khác, đó là dị thục. Quý vị hiểu không ạ? Dạ, hai ví dụ đủ rồi ha. Dạ, đó là như vậy, được chưa cô gì hồi nãy đang ghi đó. Dạ, có ai hỏi câu gì nữa không? Rồi chúng ta qua chương thứ 18. Dạ, chương này có cái tựa là kiến thanh tịnh. Kiến thanh tịnh, kiến là thấy trong sạch. Dạ, chương này mô tả về kiến thanh tịnh. Ở đây kiến thanh tịnh là sự thấy đúng về danh sắc. Danh là chỉ cho bốn uẩn: thọ, tưởng, hành, thức. Dạ, thuộc về ba cõi. Hành giả phải suy xét cái danh ấy và tìm cho ra sự sinh khởi của nó nương một cái gì, và thấy rằng nó y cứ vào sắc chất của trái tim. Sau đó vị ấy phân tích sắc thuộc về đại chúng làm chỗ nương tựa cho trái tim và các sở tạo sắc khác. Rồi vị ấy nhận thấy danh sắc có đặc tính nghiêng về và đặc tính, và sắc là đặc tính bị quấy nhiễu. Nếu kể chi tiết thì sắc uẩn có 27 thứ, đó là 17 hiển về sắc và 10 ẩn về sắc. 17 hiển về sắc là đại chúng trong nội thân, màu, mùi, vị, thực tố. 5 cái tinh chất mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc chất của tâm cơ, tánh chất mạng căn và thanh, đó là 17 hiển sắc. Và 10 ẩn sắc khác là thân biểu, ngữ biểu, không có giới, khinh thoái, nhu nhiến và kham nhậm, tăng trưởng, tương tục, lão, vô thường, đó là 10 ẩn sắc. Chúng ta coi lại hồi nãy chút. Trong bản luận là định nghĩa, định rõ về danh sắc. Một người khởi từ danh, một người muốn hoàn tất việc này trước hết, nếu vị ấy tu theo chỉ thừa, tức là cổ xe tịnh chỉ, thì hãy sức định từ một thiền thuộc vị sắc hay vô sắc cũng được, trừ phi tưởng và phi tưởng xứ. Vị ấy nên phân biệt theo đặc tính và nhiệm vụ những thiền chi tầm tứ cùng các pháp tương ưng với chúng, nghĩa là họ tưởng vân vân. Khi vị ấy đã làm như vậy thì tất cả các pháp ấy được cần được định nghĩa là danh theo nghĩa nghiêng về phía đối tượng.
Dạ, mình tóm tắt lại, nếu kể chi nếu mà hành giả tu tập thuần thục trong sự phân tích danh sắc trên ba phương diện là 18 giới và 12 giới cũng như năm uẩn, có thể nhận thức rằng là ngoài danh sắc không có một cái gì để gọi là cái ngã hay con người, chư thiên hay phạm thiên. Dạ, thì ở cái chương này và kiến thanh tịnh ở trong này á, là phân tích cho chúng ta thấy là thấy rõ về danh và sắc, là hiểu rõ một cách nó là không có không nhân và không có ngã. Trong bản luận thì viết dài lắm, nhưng mà chúng ta chỉ hiểu một cách vắn tắt là kiến thanh tịnh có nghĩa là nhìn vào danh và sắc không có bị dính trong, không bị chấp ngã trong danh sắc đó, cũng như là không có cái ngã và cái ngã sở, thì đó gọi là nhìn thấy thanh tịnh, kiến thanh tịnh. Trong này thì danh là chỉ cho bốn cái uẩn, sắc là chỉ cho sắc uẩn, còn danh là chỉ cho bốn cái uẩn còn lại, có nghĩa là thọ tưởng hành thức. Nếu chúng ta nhìn vào đó, chúng ta không thấy có nhân có ngã, thì ngay một cái nơi, một cái bản thể của một con người hoặc là một chúng sanh không có ngã đó, nhìn như vậy, nhìn thấy không có bị chấp ngã trong đó, thì gọi đó là kiến thanh tịnh. Cái đó là mình nói ngắn gọn. Khi hành giả thấy đúng vì danh sắc như vậy thì sự thấy ấy gọi là kiến thanh tịnh, cũng gọi là phân biệt danh sắc bằng trí tuệ. Nếu nói tóm như vậy, còn nếu hẳn nó kể chi tiết thì nó có bên phần sắc uẩn, riêng về sắc uẩn thì có 27, và về cộng cả danh và sắc thì có 18 giới và 12 xứ và 5 uẩn. Dạ, thì cái phần này là như vậy, chúng ta hiểu đơn giản đó là nhìn vào danh sắc, tức là nhìn vào một cái hộp chất ngũ uẩn con người là không có ngã và không có nhân trong đó, vậy là đủ rồi. Nó là chương thứ 18 là kiến thanh tịnh. Sao ạ? Dạ, đó là cái tên của cái bộ luận này là như vậy. Dạ, ngay cả trong này là đã lòng vòng dữ lắm rồi. Dạ, mình tóm tắt để mình hiểu, cho nên mới nói là cái bản luận này không dành cho những người cư sĩ. Dạ, nhưng mà không sao, mình hiểu được cái gì mình hiểu. Dạ, nơi cái chương 18 này á, thì viết dài dòng lắm, nhưng mà nếu mình tóm gọn lại để mình học á, thì có một câu thôi, đó là nhìn vào danh sắc không có ngã, không có nhân, đó là gọi là kiến thanh tịnh. Tại kiến là thấy, thanh tịnh mình nhìn vào mình không có chấp ngã thì mới thanh tịnh. Còn nếu hả phân tích ra thì sắc uẩn có 27 và cầm danh sắc thì phân tích đó nằm trên ba phương diện, đó là 18 giới, 12 xứ và 5 uẩn. Mà 18 giới, 12 xứ, 5 uẩn là chúng ta học ở cái chương trước rồi. Dạ, thầy chưa biết là vì có thể nắm rõ được hay không, nhưng mà tóm tắt là một cách ngắn gọn, đó là nhìn vào danh sắc không bị chấp ngã. Dạ, ở trong này sao ạ? Mình cũng không hiểu luôn, phải không? Dạ, tại vì nó dài quá mà chúng ta, dạ, chúng ta đọc một cái ví dụ đi. Cái ví dụ mà về danh sắc á, được ví dụ như thế này: các bộ phận để kết tụ được gọi là một chiếc xe, cũng vậy uẩn nguyên tụ nên gọi là chúng sanh. Dạ, chúng ta mặc dù nó lòng vòng, nhưng mà chúng ta có những cái điểm mà chúng ta nhấn mạnh để cần hiểu, đó là chỉ nhìn vào danh sắc mà không chấp ngã, cũng như bài kệ này ví dụ nè, một cái bộ phận của cái xe, nhưng mà chúng ta nhìn vào đó chúng ta không thấy một cái xe, mà chúng ta thấy nhiều cái nó kết hợp lại, cũng như con người kết hợp bằng năm uẩn thì nó mới có con người, cho nên nhìn vào đó chúng ta không có sự chấp ngã trong đó, cái đó gọi là kiến thanh tịnh. Vậy hiểu không? Vậy hiểu không? Đi lòng vòng quá.
Tuy nhiên là không có cố chấp, nhưng mà khi là một chúng sanh thì phải nương tựa vào năm uẩn này để mà tu tập, và cũng giống như là dùng một cái thuyền bè để mà qua sông. Và rõ ràng là như vậy, nếu chúng ta không có năm uẩn thì chúng ta không có thể dùng cái gì để tu tập được. Nhưng mà nếu chúng ta chấp vào năm uẩn quá thì nguyên giờ chúng ta cũng không có tu tập được. Cho nên đó là cái mà Đức Phật dạy chúng ta phải đi con đường trung đạo để tránh xa hai cái cực đoan. Dạ, như vậy thì chương 18 như vậy, kiến thanh tịnh là như vậy ha. Thật ra cuối cùng nó có một câu để mà tóm tắt dễ hiểu nè, là khi hành giả nhìn đúng danh sắc như vậy thì gọi đó là kiến thanh tịnh, có nghĩa là Phật bằng sự trí tuệ nhìn vào đó không thấy có một cái gì là một cái bản ngã của nó hết. Chúng ta qua chương thứ 19 là đoạn nghi thanh tịnh. Chương 18 chúng ta được chưa ạ? Qua được chưa? Thầy không bắt quý vị học dài dòng, thiệt trong này thì dài lắm, nhưng mà mình tóm tắt lại ngay cả cái tựa của cái bài đó là chúng ta đã thấy rõ rồi. Kiến thanh tịnh là nhìn một cách trong sáng cũng như trong sạch. Và nhìn như thế nào là trong sạch? Nhìn vào cái hợp chất ngũ uẩn đó mà không bị cố chấp, không bị dính mắc vào đó. Và nhờ đâu mà không dính mắc? Nhờ có trí tuệ và nhờ có sự nhận thức bằng tứ diệu đế cũng như các căn mà tạo nên như vậy. Chúng ta qua chương thứ 19. Chương 19 là đoạn nghi thanh tịnh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta không còn nghi nữa thì đó là sự thanh tịnh. Cái trí phát sanh do vượt qua hoài nghi về ba thời bằng cách phân biệt các duyên của sắc nên gọi là đoạn nghi thanh tịnh. Bản luận nói khi thân này sanh ra, nó không phải sanh trong một hoa bông sen, nhưng nó được sanh ra giữa một cái bọc chứa thức ăn và đằng sau màng bụng một chỗ hơi dơ bẩn. Này trong luận nói, khi được sinh kiểu ấy thì nhân của nó là bốn thứ vô minh, ái thủ và nghiệp. Vì chính những thứ này làm ra sự sanh của thân xác, và thức ăn là duyên của nó, vì chính thực phẩm củng cố thân xác. Như vậy năm thứ làm nhân duyên để cho thoát thân, năm thứ này thì ba thứ là vô minh, ái thủ và thân y duyên, như bà mẹ đối với hài nhi, và nghiệp sanh ra nó thì như người cha đối với bé, còn thực phẩm bảo trì thì như người nuôi đứa trẻ. Khi hành giả thấy như vậy thì tất cả các nghi hoặc được rũ bỏ. Đó là năm mối nghi về quá khứ. Trong quá khứ ta có mặt chăng hay không có mặt? Ta là gì trong quá khứ? Ta là thế nào trong quá khứ? Ta đã là cái gì và là cái gì nữa trong quá khứ? Đó là những cái nghi hoặc của một con người. Dạ, như vậy thì bản luận này nói gì? Bản luận này nói cái ý nghĩa là tất cả chúng ta sanh ra cuộc đời này, ai cũng sanh bằng cái thân của cha mẹ sanh ra, không phải là bậc thánh, không phải sinh là hoa sen. Cho nên sinh ra từ nơi thân thể của một người thường thì đó là một cái sự cấu uế, chứ không phải là sự thanh tịnh. Nhưng mà thường trong cuộc đời này đa phần chúng sanh không nhận ra được như vậy, cho nên chúng ta quên đi cái đó. Và nhiều người cứ còn nghĩ lại là trong quá khứ là ta đã có mặt hay không có mặt hay là gì đó trong năm cái hoài nghi đó. Thì nếu mà chúng ta là một người hành giả tu tập, phải đoạn trừ năm cái nghi này và nhận ra được thân này là vô thường giả tạm, và không để những cái hoài nghi đó để mà làm vướng bận cho cái con đường tu của mình, và chỉ nhận ra được là giác ngộ được bốn cái sự chân lý của thế gian, và biết rằng là khổ là từ do khác ái, từ tham ái, từ vô minh mà ra, và vô minh ái hữu mà ra. Cho nên nhận ra được cái đó và tu tập thì đoạn được cái nghi này, thì đó là một cái sự thanh tịnh. Ngoài năm cái nghi về quá khứ còn năm mối nghi về tương lai. Năm mối nghi về tương lai đó là gì? Trong tương lai ta có mặt hay không có mặt? Ta sẽ là gì trong tương lai? Ta sẽ là như thế nào trong tương lai? Sau khi đó ta sẽ là gì và ta sẽ là gì nữa trong tương lai? Thì đó là những cái nghi
thông thường của một số ngoại đạo thời bấy giờ. Rồi năm mối nghi về hiện tại nữa là hiện tại ta có mặt chăng hay là không có mặt, hiện tại ta là gì, ta như thế nào trong hiện tại này, từ đâu mà ta đến hoặc là từ đâu mà ngã này đến, và sau khi mất chúng ta sẽ đi về đâu. Tất cả những cái này là những cái mối nghi hoặc của một người chưa biết đạo và không biết tu tập. Tất cả chúng ta ngồi đây không ai nghi những cái này, nhưng mà chúng ta nhận ra được một điều, đó là chúng ta phải đoạn trừ được những cái nghi hoặc này, thì đó là gọi là thanh tịnh. Và một người tu tập, một hành giả để mà đi từ con đường phàm phu cho đến thánh nhân, hoặc là đến chứng quả A-la-hán, hoặc là đến nước bàn, thì chúng ta ở nơi cái chương 19 này dạy mình phải đoạn mấy cái nghi này. Thế rồi hành giả si cứu duyên sanh và ngược dòng từ già đến chết, và suy xét thuận chiều từ vô minh trở xuống, tức là vô minh duyên hành. Và tiếp đến hành giả suy cứu hay là quán xét về nghiệp, đã nhận thấy có bốn loại nghiệp. Nghiệp có quả báo được cảm thọ ngay trong hiện tại gọi là hiện báo, nghiệp có quả báo khi tái sanh gọi là sanh báo, và nghiệp có quả báo trong đời sống tương lai gọi là hậu báo, và nghiệp không có quả báo gọi là vô báo. Để giải tỏa được cái sự nghi hoặc mà chúng ta có mặt trong quá khứ hoặc là hiện tại hay là tương lai đó, thì Đức Phật không có dạy chúng ta tìm tòi những cái đó, mà Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn nhân quả. Có nghĩa là muốn biết nhân đời trước, muốn biết nhân đời trước thì hãy xem quả đời này, hoặc muốn biết quả hiện tương lai thì hãy xem cái nhân hiện tại đó. Cho nên chúng ta nhìn vào nhân quả, thì trên nhân quả thì chúng ta sẽ biết được là nhân quả, nghiệp báo nó có ba loại, đó là hiện báo, sanh báo, hậu báo. Này chúng ta học rồi, chúng ta nhắc lại thôi. Thì khi mà chúng ta biết được có những cái quả báo mà nó hiện ra ở đời này, nhưng mà có những quả báo nó hiện ra đời sau hoặc đời sau nữa, thì chúng ta không còn nghi. Khi nếu chúng ta rõ, hiểu rõ về nhân quả, thì chúng ta biết rằng là tu tập đã tạo nhân, và chúng ta bây giờ tu tập để trả cái quả đó, và từ từ thì cái nghiệp mà nghiệp nhân bất thiện chúng ta không làm nữa. Thì đó gọi là một người biết, khi biết như vậy thì không còn nghi nữa. Khi hiểu được nhân quả thì hơi không còn cái nghi là trong đời này hoặc đời sau. Ví dụ như có người nghi tại sao đời này mình không biết mình trước mình làm gì mà mình đời này mình lại yếu hơn, kém hơn người khác. Ví dụ nhiều cái loại nghi giống như vậy, thì những cái loại khi mà còn những nghi hoặc này thì không có thanh tịnh. Cho nên đoạn nghi thì thanh tịnh. Cái tựa đề cái chương thứ 19 này là như vậy. Một cái kiểu phân tích khác nữa là phân tích theo bốn loại nghiệp, có nghĩa là cực trọng nghiệp, thường nghiệp, cận tự nghiệp và tích lũy nghiệp. Dạ, thì nếu như mà ngoài cái phân tích về nhân quả đoạn nghi, chúng ta còn phân tích về nghiệp nữa. Nếu mà chúng ta đã tạo nghiệp gì thì cho nên đời này chúng ta phải nhận cái quả như vậy, và cũng như vậy chúng ta tạo nghiệp gì trong tương lai. Thì như vậy thì người nào thấy rõ về nghiệp báo thì người ta sẽ không có hỏi là tương lai mình sẽ sanh về đâu, hoặc tương lai mình sẽ làm cái gì. Thì mình thỉnh thoảng mình cũng có đó, mình cũng nghi là không biết giờ mình đi chùa nhưng mà tương lai mình có được thế nào đó không. Thì nếu mà chúng ta hiểu được nhân quả thì chúng ta không có còn nghi nữa. Hoặc là hiểu được nghiệp báo, cũng nhiều người ra đường nó không biết mình làm gì mà mình bị cướp giật. Thì nếu như mà mình hiểu được cái nhân quả nghiệp báo thì mình không có nghi nữa. Mình nói do kiếp trước chắc là mình làm gì thầy, hiểu không ạ? Cái đó là cái ý của mà đoạn nghi thanh tịnh. Có nghĩa là một người mà không còn nghi nữa đó, thì lúc đó tu tập nó sẽ dễ đạt thành hơn. Còn một người mà còn nghi hoặc thì tâm trạng bồn chồn, ngồi định cũng khó, tập trung và bất cứ cái gì cũng vậy. Quý vị hiểu mà. À, chương này là như vậy, mình giải thích ngắn gọn. Hả? Dạ đúng rồi, cho nên mình mới cho nên cái chương này mới khuyên mình. Dạ đó là cái sự mà kiên nhẫn của mình không có, nhưng mình vẫn biết như vậy mà mình vẫn thấy hình như nó còn gì ức hiếp đối với mình đó, chưa có công bằng. Dạ, nhưng mà rõ ràng là nhân quả không có sai chạy đi đâu hết. Dạ, tất cả những gì mình hiện tại mình chịu quả đó là có nhân. Nhưng mà mình, đó là một cái dạng nghi, mà thay vì người ta nghi lớn, mình nghi nhỏ nhỏ.
Cho nên mình khi mà còn nghi vậy thì cũng chưa thanh tịnh. Để không thanh tịnh là sao? Thí dụ như mình nghi vậy đó, mình dạy. Thí dụ như Đức Phật cũng dạy nhân quả, mình cũng hiểu vậy. Nhưng mà tại sao mình cứ chịu nhân quả này hoài? Tại sao nhân quả đến với mình mà không đến người khác? Đâu có đâu, tại nó chưa đến người ta thôi. Nó đến với mình trả sớm thì mốt mình khỏi trả muộn. Thí dụ vậy ha. Dạ, cho nên cái chủ đề của cái chương đoạn nghi thanh tịnh vậy. Thì song song với cái kiểu mà hiểu về nhân quả thì mình hiểu về nghiệp báo, nó cũng y chang như vậy. Dạ. À, nghiệp báo thì phân loại theo có 3 loại là cực trọng nghiệp và thường nghiệp và cận tử nghiệp. Thì chúng ta biết rồi, cực trọng nghiệp là những người làm việc cực ác, thì những người đó thì chắc chắn rằng khỏi nghi ngờ hết. Làm việc cực ác là sẽ đi thẳng vào trong kia. Dạ. Còn thường nghiệp là chúng ta tạo nghiệp bình thường nè, vì cuộc sống sanh nhai mà chúng ta phải làm cái việc đó, và chúng ta gọi đó gọi là thường nghiệp. Còn cận tử nghiệp có nghĩa là gần mất mà chúng ta tạo nghiệp ác hoặc là nghiệp thiện gì đó, thì chúng ta gọi đó là cận tử nghiệp. Thứ tư là tích lũy nghiệp, một loại nữa, và được làm từ nhiều đời trước và hội tụ lại, giống như chị một học viên mới vừa hỏi đó. Nó cũng còn phiền não chút, nhưng mà do chúng ta chưa thấy rõ được là có những cái nghiệp tích lũy, cho nên đến chúng ta trả hoài nó không hết. Dạ, thí dụ vậy. Rồi khi thấy rõ như vậy, hành giả sẽ đoạn được 16 loại nghi. 16 loại nghi hoặc đã nói ở trên, tức là quá khứ có 4, hiện tại có 4, tương lai có 4. Khi mà mình hiểu rõ như vậy thì sẽ không còn nghi hoặc nữa. Tôi sẽ coi. Khổ quá. 5 mối nghi hoặc về tương lai. Mỗi cái có 5 nhưng phải có 4. Lỗi. Đó là 5 mối nghi hoặc. Quá khứ có mặt hay chăng? Hay không có mặt là 5 cái gì? Quá khứ phải không? 5 hiện tại và 5 tương lai. Một cái đâu ra vậy ta? Chắc 15 nhưng không 16 này. Xin lỗi, 6 loại nghi hoặc của hiện tại chứ không phải là 5. Xin lỗi. Dạ, 6 loại nghi hoặc hiện tại là hiện tại có mặt hay không có mặt. Hiện tại ta là ai? Ta là thế nào trong hiện tại? Từ đâu từ ngã này đến? Từ ngã này sẽ đi về đâu? 6 loại nghi hoặc về hiện tại, 5 cái quá khứ, 5 cái tương lai và 6 cái hiện tại. Dạ, trong cái bản luận chính là 6 cái hiện tại. Nói cái đó. Hả? Không có sửa lại là 6 cái hiện tại với 5 hiện tại. Đúng rồi, 5 quá khứ, 5 tương lai và 6 hiện tại. Rồi sửa lại 6 cái hiện tại. Trong bản luận ghi là sao? Ai có sách đó, trang 506 là 6 cái hiện tại. Rồi tóm lại, khi hành giả đã chấm dứt nghi hoặc nhờ phân biệt danh sách
theo nhiều phương pháp khác nhau thì gọi là đoạn nghi thanh tịnh, hay gọi là trí biết sự tương quan của các pháp, hay là chánh tri chánh kiến. Một người tu tuệ đạt đến trí này, tức là tìm được an lạc trong giáo lý của Phật, vị ấy gọi là bậc dự lưu. Dạ, đó là cái câu kết thúc của chương này. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy gì qua chương này khi, dạ, có nghĩa là chúng ta chấm dứt được các mối nghi ngờ thì gọi là đoạn nghi thanh tịnh. Cái tựa của cái chương này, đoạn nghi thanh tịnh, có nghĩa là chúng ta dứt hết các nghi ngờ thì lúc đó thanh tịnh. Thì cái sự thanh tịnh này được gọi là chánh kiến hay là chánh tri, và cũng gọi là sự biết sự tương quan của các pháp. Dạ, đó là tóm tắt của cái chương này. Thì hôm nay chúng ta dừng ở chương thứ 19, và buổi học kế tiếp thì chúng ta sẽ học các chương còn lại. Thầy biết quý vị vẫn còn nhiều cái nó confused, nhưng mà không sao, vì chúng ta chưa đọc qua quyển này, thứ nhất phải không ạ? Chúng ta không có thời gian để đọc chứ không phải là gì. Cái hai, chúng ta đọc cái bản tóm tắt nó quá ngắn, mà chúng ta chưa đọc cái bản chánh mà chúng ta tóm tắt, thì cái sự mà confused nó tất nhiên nó có, nên thầy không có trách quý vị. Và thầy chỉ mong là quý vị về đọc cái đoạn nào không hiểu thì lúc đó thầy sẽ chấm hạn. Như cái chị nãy, chị trong giữa giờ ra chơi, chị hỏi là gì thục thì thầy sẽ đáp ứng ngay lúc đó. Dạ, mỗi một người chịu khó đọc vì nó dài, và thầy tóm tắt là tóm tắt bằng cái một người đã đọc qua nó. Còn quý vị chưa đọc qua thì chắc chắn là cái chuyện đó không thể nào tránh khỏi. Cho nên mình học cái này có, mình mang cái tính chất là giới thiệu, cho nên quý vị về nhà cứ có thời gian thì đọc thêm, còn không có thời gian thì chúng ta hãy nhớ tóm tắt lại là ở cái phần tuệ có những chương nào, đó là học rồi tuệ là cái gì, và ôn lại mô tả các căn và giới và đế và các duyên, và trong đó có phần 24 nhân 24 duyên thì nó mới. Và nói chung là cố gắng đọc cái nơi đó, còn những cái bài mà thầy cho thầy sẽ highlight, học tới đâu thi tới đó. Xin lỗi cái phần hồi buổi sớm, cái phần mà đặc tính của tệ đó. Dạ, thầy sẽ về thầy gửi lại cái phần đó, hoặc lấy vị về mở sách thêm những phần đó cũng được, không sao. Dạ, và chúng ta dừng lại ở đây. Dạ. Hai tuần nữa sư cô sẽ dạy, ni sư Tịnh Quang sẽ dạy liên tiếp. Thầy không có gặp mặt, tuần thứ ba chúng ta mới gặp lại. Và tuần thứ ba là học cái những cái chương còn lại, và giờ sau là giờ ôn tập, và lần tới là chúng ta sẽ thi, và chúng ta sẽ xong của khóa này. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, mời quý vị đứng lên hồi hướng. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả tử và chúng sanh.